Kính thưa quý vị thân mến, nếu như ở phần trước quý vị nghe tiếng sáo rất là ngọt ngào trong veo của chú Liêm, thì bây giờ quý vị hãy thưởng thức thêm tài nghề của chú, đó là hát rong quý vị nhé. Vâng, và điều đặc biệt nữa, chú có tiết lộ rằng chú là học trò của một dân ca rất nổi tiếng. Vậy dân ca đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tôi đã chót yêu đơn phương một người, nên đã chót mang niềm đau cả đời. À, đi một tiếng lẻ nha. Trời. Đứng ngay đây cả luôn. Dạ dạ, đúng rồi. Tôi thấy nó không sai chứ đó. Dạ. Đã lâu rồi đời đưa cách đôi nơi từ kiếp xưa còn hai mắt mãi trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi tự đồn nào hay quá ngày xưa đó ta hay đắm yêu nhau đi trên con đường lên lối. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao nhiêu thương và nhớ anh xin chết nên thơ vào đêm buồn. Mưa rơi từng đêm mùa tiền miên trên đoàn quê lòng ai thương nhớ vô mơ. Anh mơ ngày đó em nhìn anh mắt quên tàu không nói nên câu ra từ. Hay quá. Mong anh mong làm sao cho thành viên không nhận vai theo năm tháng của hoa màu. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành khi núi sông còn yếu lên. Ở phương này vui kiếp sống chính nhân tôi không quên dệt mơ ước. Cuộc ngày kỳ nào quê hương càng chinh chiến cho tơ riêng được thăm màu. Và phương đó em ơi có vì vui sinh biên thư về cho anh nhau thương quay đây đêm nay trên đồn vắng tuôn em anh nhiều lắm em ơi biết cho chân tình lẽ đêm buồn. Hay quá, hay luôn. Như vậy thì thấy vô phim chắc đúng không? Dạ. ngày mai là chú nổi tiếng rồi đó. Dạ. Ngày mai là chú là được nhiều khán giả trong và ngoài nước xem luôn á. Dạ. Có nhiều fan hâm mộ hơn. Dạ. Dạ. Nó là mới ca nửa bản rồi đó. Dạ. Nó không cần thấy hình gì hết trơn, chỉ cần nghe nhạc là mình ca, nghe nhạc là mình ca đúng cái nhạc rồi. Dạ. Mình ca là sao mà cho đúng cái nhạc lý của nó đi. Dạ. Chứ ca không nhạc lý của nó ca không được. Dạ hả? Hồi xưa là có ai dạy á? Hồi xưa coi như là nhờ chế Linh còn ở Sài Gòn. Dạ. Sau này chế Linh đi nước ngoài. Dạ. Thì ông chế Linh là ông thầy. Ui vậy hả? Đó, chế Linh là ông thầy. Dạ. Rồi bắt đầu bây giờ vô nhịp tới nè. Bỏ nửa nhịp đầu, nửa nhịp sau vô nè. Dạ. Mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn quê lòng ai thương nhớ vô biên. Anh mơ ngày đó em nhìn anh bắt quên sầu không nói nên câu ra từ. Mong anh mong làm sao
tình ta vẫn chưa thành kỷ núi sông còn buồn đêm. Ở phương này vui kiếp sống trình nhân tôi không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn trình kiến cho tơ duyên được thắm mộng. Và phương đó em ơi có đi vui sinh biên thu về cho anh nhau thương vơi đây đêm nay trên đồn vắng thương em anh nhiều lắm. Em ơi biết mưa chăn em buồn đêm nay trên đồn vắng thương em anh nhiều lắm. Em ơi biết chưa chăn tình lẽ đêm buồn. Ô hay quá, quay vô tay rồi, được rồi, quá hay rồi. Chú tắt nhạc đi chú. Dạ chú tắt nhạc đi rồi con hỏi thăm chú con gái. À, con hỏi thăm chú nè. Cái mì chua găm lên vô đây đâu gì đâu. Em sạp sạp. Vâng, thưa quý vị, tuy tàn nhưng không phế, vẫn lao động kiếm tiền một cách chân chính. Đây là những hành động, những người mà chúng ta nên tuyên dương, vì cái nghị lực của họ, biết rằng là mình bị thiệt thòi so với những người khác. Tuy nhiên không như vậy mà cứ sống bám vô xã hội, vẫn đi bán vé số mưu sinh, vẫn đi hát để mang tiếng hát đến cho đời. Và cũng mưu sinh cũng từ cái ca hát và thổi sáo. Người mà Dũng thấy rằng đầy nghị lực. Tuy rằng năm nay chú cũng trên 60 tuổi rồi. Nãy chú có nói với con rằng là chú 59 nhà. Ngày xưa là chú nói chú học nhạc ở thầy Chế Linh ạ. Học nhạc ở Chế Linh đó. Chú học được bao lâu? Học được 7 năm. 7 năm rồi luôn hả? Ừ. Hồi đó chú có nghề danh gì không? Tôi hồi đó không có nghề danh, chỉ đi báo giấy số cái lên trên đó, cái ông ngoại thấy vậy đó, ông ngoại mới đi giới thiệu cho đi ra ngoài ga Tháp Chàm. Lên ga Tháp Chàm thì cuối cùng mình gặp được Chế Linh. Rồi Chế Linh mới kêu có về để đi tập ca đi, rồi chú chỉ dẫn cho ca. Dạ. Rồi sau này cái ông thấy gì ổng nhận làm đệ tử rồi được mười mấy năm ổng mới đi nước ngoài. À vậy hả? Đó, cũng làm đệ tử ông cũng được 13 năm ổng mới đi. Dạ. Giờ chú biết ổng định cư ở nước nào không? Ổng định cư ở Mỹ. Không, chú Chế Linh là định cư ở Canada. Sau này ổng về định cư ở Canada chứ hồi trước hôm qua đầu tiên qua bên Mỹ vậy. Dạ. Thật ra là con của chú Chế Linh á là có chơi với con. Có. Dạ. Con á là anh Chế Kha với anh Chế Phi là cũng có chơi với con, cũng có dạ cũng có hát. Con cũng có biết hát. Sau này anh có biết Chế Phong luôn, tụi nó còn đang. Có. Dạ. Chế Phong đang ở Sài Gòn. Đúng rồi. Anh Chế Phong, Chế Phi, anh Chế Kha thì còn ở ngoài Ninh Thuận á. Dạ. Chế Kha vẫn còn ở ngoài đó. Dạ. Đúng rồi. Thì thỉnh thoảng ảnh vô Sài Gòn rồi anh em cũng hay tụ tập ngồi hát hò nhậu nhẹt cũng có. Nó ngày lâu Thanh Tiền có về Sài Gòn. Lâu Thanh Tiền có về Sài Gòn. Rồi cái điện cho chúng tôi lên chơi. Dạ hả? Ừ, bị Thanh Tiền biết mình em biết mình quen với Chế Linh á. Có dịp thì về Sài Gòn có điện cho mình lên chơi. Dạ dạ. Dạ vâng thưa cả nhà, chú đây thường đi bán vé số ở thành phố Bạc Liêu chú ha. Chú thường hay bán những điểm nào? Đi Hụt Hồng, Giá Gai rồi kia ở Bạc Liêu bị nhiều người quá bán quá bao không nổi. À đông quá. Chú phải đi xa vậy hả? Đi Hụt Hồng, Giá Gai luôn. Ừ. Rồi. Dạ, thì nãy chú nói chú tên gì ạ? Liêm. Chú Liêm. Dạ. Thấy chú Liêm mà thường hay thổi sáo, thường hay hát mà ở khu vực Hụt Hồng, Giá Gai ở Bạc Liêu thì mọi người ủng hộ cho chú ha. Dạ. Là một tấm gương đầy nghị lực quý vị. Dũng cũng rất mến mộ những người như vậy. Tuy rằng là bị thiệt thòi, bị khiếm thị, không thấy đường, nhưng mà chú cũng vươn lên trong cuộc sống để kiếm tiền mưu sinh một cách là chân chính. Và thưa quý vị, mọi người cũng biết thì Dũng thì rất là ủng hộ những cái hành động, những tấm gương như vậy. Và hôm nay nhân chuyến đi công tác từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu, được ghé thăm và được biết đến hoàn cảnh của cô chú ở đây,
Xuân Dũng xin gửi cho cô chú một chút quà của Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Mừng. Dạ. Con gửi cho chú 2 triệu. Dạ. Dạ, không biết chú có biết tiền không? Dạ biết. Dạ. Biết luôn hả? Dạ. Dạ, dễ ha. Dạ. Biết, nhờ con nghĩ rằng là con cũng đã gặp nhiều người như chú rồi. Dạ. Biết từ nào là 500, từ nào 200 luôn á. Dạ biết. Từ đó là nhiêu chú? 500. 500 ha. Ừ. Dạ, từ này nhiêu? 200 hay 1? 2. Từ đó 200 ha. Ừ. Dạ, là nhiêu rồi? Là 700. Dạ, 700 rồi. Từ này 200 hay 1? Rồi, từ đó. Từ này 5. Từ đó 5. Rồi. Ừ. Chú kiểm tra lại cái từ lúc nãy vừa nãy, từ mà chú nói 200 chú kiểm tra lại đi. Có phải không nha? Phải. Phải 200 ha. Phải. Dạ, rồi, cái từ này nhiêu? Từ này 500 như này. Là 500. Ừ. Dạ. Sao bốn từ giống nhau có một từ 200 kỳ vậy? Đấy nè, có hai người làm chứng nè. Nhá. 500 hết. 500 hết phải không? Ừ. Ồ, con bị con lừa phải không? Bị con dù vậy, chả bù hỏi. 500 hết. Dạ, vậy là đây là bao nhiêu tiền? Dạ, đây là 2 triệu đúng. 2 triệu đúng ha. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, thì 2 triệu đồng này chú. Dạ. À, con gửi cho chú thì cái này là tiền là của Mạnh Thường Quân. Dạ. Chứ không phải tiền của con ha. Dạ. Con chỉ bỏ tiền xăng, tiền cồ con chạy từ Sài Gòn chạy xuống đây đó. Dạ. Xong 2 triệu chiều này á thì 1 triệu là của chú Sang. Dạ. Ở Thụy Sĩ. Dạ. Và 500 ngàn là của em Nhuận ở Hàn Quốc. Dạ. Dạ. Và 500 ngàn nữa đó là của một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Pháp. Dạ. Dạ. Vậy là 2 triệu chú nhé. Dạ. Thì số tiền này không nhiều nhưng mà gọi là động viên chú, an ủi chú trong cái cuộc sống. Dạ. Tuy mình nghèo. Dạ. Tuy mình bị khiếm thị thiệt thòi. Dạ. Nhưng mà không như vậy mà mình là không phải như vậy mà mình lại bi quan. Dạ. Mà mình vẫn cứ có đầy nghị lực. Dạ. Để vươn lên trong cuộc sống. Dạ. Dạ. Một điều rất là đáng quý, một điều rất tuyệt vời. Dạ. 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 Sao tôi lấy, sao đến thêm vậy? Trời ơi. Anh đổ lấy cho, anh đổ lấy đó. Dạ, rồi. Thôi, chúc cô chú nhiều sức khỏe. Dạ, sống hạnh phúc nha. Dạ. Dạ, có dạ, gì... Em chơi thấy, chung thấy tôi ca vậy là vô phim được không? Dạ, được. Ngon, ngon. Ngon. Không? Dạ. Rồi. Mai mốt có thời gian nữa là dạ. Về đây là chú cháu mình xong ca. Dạ. Dạ. Có dịp tôi đại diện cho vợ tôi cảm ơn anh em nha. Dạ, dạ. Dạ, anh em có dịp thì lâu lâu xuống. Dạ, dạ. Tại vì tôi cũng mong muốn để tìm cách mua được một cái ông sáu mới mà tôi chưa có mua được. Dạ hả? Dạ. Rồi được rồi, cái này để con mua con tặng nha. Mai mốt con tặng con mang xuống. Dạ. Rồi có dịp là chú cháu mình ngồi hát hò xong ca một bữa ha. Dạ. Chú uống được ly rượu nào không? Dạ không không không. Không hả? À. Uống từ lúc. Uống trà đó. Uống trà hát mới hay. Đậu uống thấy dầm. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ 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 rồi. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị. Xin cảm ơn em trai nha. Dạ dạ. Vâng thưa quý vị. Đây là hoàn cảnh cũng vô cùng đáng thương nhưng mà đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hoàn cảnh của chú Liêm và cô Hương đang sống ở tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu quý vị. Xuân Dũng cảm ơn cô chú chị, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Xuân Dũng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tôi đã chót yêu đơn phương một người. Mình đã chót mang niềm đau cả đời. Dù lòng nào đâu gian dối, cớ sao lời chẳng nói nên câu, để đêm về lạnh giá con tim.